cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua Ngài luôn bên con mỗi ngày, dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua Ngài yêu thương con quá nhiều, thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời. Xin thân ái kính chào toàn thể quý tôi tới Chúa cùng quý có cái Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mùa tiết chuyển xoay và chúng ta lại bước vào ở trong một mùa xuân thật phước hạnh Chúa ban cho. Và Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật đầu tiên ở trong năm mới âm lịch. Chúng ta đang trải qua những ngày Tết Nguyên Đán theo phong tục của cổ truyền Việt Nam chúng ta. Và có thể thấy rằng đối với người Việt Nam thì Tết Nguyên Đán nó tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Đó là thời khắc để chuyển giao giữa năm cũ với một năm mới. Và hơn thế nữa, đối với nhiều người thì Tết Nguyên Đán đó là sự giao thoa giữa đất với trời, giữa con người với thần linh. Và vì vậy, ở trong những ngày Tết Nguyên Đán, ở trong những ngày đầu năm mới, một trong những điều mà người ta vẫn thường làm đó là có những sự tưởng nhớ, có những sự cầu khẩn, có những sự thờ bái với những vị thần linh của mình và ngay cả với những ông bà tổ tiên để mong được những phước hạnh ở trong đời sống của họ trong suốt cả một năm mới sắp đến. Đối với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không cần phải giống như những người thế gian, chúng ta không tập theo những thói tục của người đời để tìm kiếm những vị thần ở trong thế giới này và khắc khoải chờ đợi mong mỏi những phước đó đến trong đời sống của chúng ta. Bởi vì một trong những lẽ thật rất quan trọng mà lời Chúa cho chúng ta biết, và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng học hỏi và suy gẫm trong buổi sáng hôm nay. Những phước thiên từ trời đó là điều mà Chúa đã sẵn dành ban cho chúng ta. Và đặc biệt Ngài đang mời gọi tất cả chúng ta hãy đến để xem, để khám phá những phước hạnh đó ở trong đời sống của chúng ta. Và đấy chính là những điều mà chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Chúa đã mời gọi hai môn đồ của Giăng Báp-tít, một là Andrê và một người kia như nhiều học giả Kinh Thánh họ tin rằng đó chính là sứ đồ Giăng. Hãy đến xem, hãy đến để khám phá những điều mà Ngài sẽ làm trên đời sống của họ và họ sẽ kinh nghiệm một khởi đầu mới ở trong cuộc đời của chính mình. Và trong chính ý nghĩa đó, chúng ta sẽ cùng nhau để suy gẫm lời mời gọi của Chúa Giê-xu trong câu thứ 39 của Phúc Âm Giăng đoạn 1 để có thể học biết về những phước lành ở trong đời sống của những người Cơ Đốc. Có ba điều chúng ta sẽ cùng nhau để học ở trong chính lời mời gọi của Chúa Giê-xu và cùng để học biết về bản chất của những phước lành mà chúng ta sẽ nhận lấy ở trong chính Chúa là gì. Chúng ta sẽ học biết cách để chúng ta nhận ra hay là nhận được những điều đó ở trong cuộc đời chúng ta ra sao. Và chúng ta cũng sẽ học biết cách để chúng ta có thể nhận ra được những phước lành mà Chúa Ngài đang tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta là những phước lành nào, để chúng ta thể vui thỏa và kinh nghiệm những điều đó ở trong cuộc đời của chúng ta, không chỉ ở trong những ngày đầu năm mới này nhưng cả một năm mới sắp đến. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong lời mời gọi của Chúa Giê-xu hãy đến xem, đó là chúng ta sẽ học biết về phước thật mà Chúa hứa ban cho hai môn đồ ở trong câu chuyện Kinh Thánh này và cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Bản chất của những phước lành đó là gì?
Có thể nói rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy đến xem ở trong phần Kinh Thánh của chúng ta, nó không phải là lời mời gọi bâng quơ ra từ trong một chỗ chân không và không có một cái bối cảnh cụ thể. Ở đây chúng ta cần trở về ở trong chính phần Kinh Thánh của chúng ta để chúng ta nhận ra được cái bối cảnh của lời mời gọi hãy đến xem của Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho biết rằng hai môn đồ của Giăng Báp Tít qua sự giới thiệu của thầy mình, họ đã đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ngài đã say lại hỏi những con người đó rằng: các ngươi tìm chi? Và rất đặc biệt khi những con người này họ lại hỏi ngược lại Chúa Giêsu: Rabbi, thầy ở đâu? Và như điều chúng ta đã được học ở trong tuần trước, câu hỏi của hai môn đồ này đó cũng chính là câu trả lời của họ dành cho Chúa. Họ muốn nói với Chúa rằng Chúa là đấng mà họ đang tìm kiếm ở trong đời sống của họ. Và lý do họ tìm kiếm Chúa, ngài là chiên con của Đức Trời đấng đến để cất tội lỗi thế gian đi. Và ngài là một rabbi, một giáo sư từ trời, đấng có những câu trả lời cho những khắc khoải, cho những cái khúc mắc ở trong cuộc đời của họ. Họ muốn tìm đến Chúa để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Họ muốn tìm đến Chúa để nhận ra được những chân lý, những lẽ thật mà họ cần phải khám phá và nhận hưởng trong đời sống của họ. Họ muốn để có được những phước hạnh ở trong đời sống tâm linh của mình. Và điều mà họ khao khát không chỉ là để gặp được Chúa Giêsu, nhưng họ cũng hỏi Chúa rằng: thầy ở đâu? Họ muốn bước vào ở trong mối quan hệ với Chúa. Họ muốn được ở lại với Chúa. Họ muốn để được học những gì mà Chúa sẽ dạy trên đời sống của họ, và họ sẽ trở thành một môn đồ của chính ngài. Và trong chính cái ngữ cảnh đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời với hai môn đồ này. Và đúng hơn, đó là lời mời gọi của ngài dành cho họ. Họ hỏi rằng: Rabbi, thầy ở đâu? Và Chúa Giêsu phán rằng: hãy đến xem. Hãy đến xem ở đây là đến xem điều gì? Chắc chắn chúng ta có thể thấy rằng ở trong lời mời gọi của Chúa Giêsu ở trong câu Kinh Thánh này không mang ý nghĩa đó là hãy đến xem nơi ngài ở, hãy đến xem cách bố trí những căn phòng mà ngài đang sinh hoạt, bởi vì những điều đó không phải là những điều quan trọng nhất, chẳng có gì đáng để xem. Lời mời gọi Chúa Giêsu hãy đến xem ở tại đây, đó là hãy bước vào với chính Chúa, hãy đến với chính ngài. Và điều đó chúng ta thấy được hai điểm quan trọng ở trong phần Kinh Thánh này. Điểm thứ nhất chúng ta có thể nhận ra phước thật ở trong đời sống của những người Cơ Đốc, phước thật của một cuộc đời theo Chúa, đó không phải là một nơi chốn, đó không phải là một tình trạng, đó không phải là một điều kiện sống tiện nghi, tốt đẹp liên quan đến những phước về thuộc thể vật chất ở trong cuộc đời này. Nếu hai môn đồ họ muốn đến và chỉ xem nơi Chúa ở, tôi tin rằng họ sẽ thất vọng vô cùng. Bởi có lẽ chúng ta nhớ đến điều mà Chúa Giêsu ngài đã từng phán trong Luca đoạn 9 câu thứ 58: con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ để gối đầu. Thực tế chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu ngài đi nơi này nơi kia, và những nơi mà ngài ta túc đó chỉ là những quán trọ, đó chỉ là những nhà thuê, đó là những nhà của những người thân bên cạnh ngài. Ngài đến để ta túc ở trong một thời gian ngắn nào đó mà thôi, không có gì gọi là tốt đẹp, không có gì gọi là tiện nghi, không có gì gọi là xa hoa hay là cao quý để họ có thể đến và chiêm ngưỡng nơi ở của Chúa Giêsu. Và tôi có thể nói rằng ngày hôm nay nếu chúng ta đến với Chúa và chúng ta đang mong muốn những phước của Chúa đến trong cuộc đời mình mà chỉ suy nghĩ những điều đó ở trong phương diện thuộc thể, trong phương diện vật chất, tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ thất vọng và sẽ có lắm người sẽ dần rời xa khỏi Chúa. Chúng ta đã thấy có một Judas Iscariot, chúng ta đã thấy có một Đêma, chúng ta đã thấy có những con người họ đã từng theo Chúa một thời gian rồi họ rời bỏ Chúa mà đi bởi vì họ thất vọng ở trong sự tìm kiếm của mình. Nếu chúng ta đang muốn để tìm kiếm một nơi ở tốt, chúng ta đang muốn kiếm một tình trạng, một điều kiện sống tốt cho cuộc đời của chúng ta trên đất này, chúng ta sẽ thất vọng. Và thật sự Chúa không hứa chúng ta những điều đó.
lời hứa của Chúa về những ơn phước của Ngài trên cuộc đời của chúng ta cần phải hiểu một cách rất chuẩn xác. Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với chính Ngài và bước vào ở trong mối quan hệ thân thiết gần gũi với Ngài. Và đó mới là phước thật trong đời sống của cơ đốc nhân. Những gì Chúa hứa ban và những gì mà chúng ta cần tìm kiếm trong cuộc đời chúng ta chỉ là một, đó là chính Chúa Giê-xu. Có Chúa, chúng ta có tất cả mọi điều ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi rất thích cái điều mà sứ đồ Giăng ông đã nói ở trong Giăng đoạn 1 câu thứ 17, câu thứ 18, câu thứ 16, câu thứ 17. Ông nói về những điều chúng ta thì tìm thấy ở trong chính Chúa Giê-xu. Luật pháp đến bởi Môi-se, nhưng ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài, chúng ta sẽ nhận được ơn càng thêm ơn. Hai môn đồ của Giăng Báp-tít, họ đã từng đi theo thầy của mình, họ đã từng tìm kiếm những gì cũ kỹ ở trong một giao ước cũ của Môi-se, và họ cảm thấy thất vọng về những điều mà họ đã tìm kiếm. Và Chúa Giê-xu Ngài đang mời gọi họ đến với Ngài, bởi vì Ngài là đấng có lẽ thật, Ngài chính là lẽ thật, Ngài là đấng có ân sủng, và Ngài chính là ân sủng trong cuộc đời của những con người đó. Chỉ qua Chúa Giê-xu con người mới có thể biết được Đức Chúa Trời thật sự là ai, và qua Chúa Giê-xu con người mới có được một sự kết nối với chính Đức Chúa Trời và nhận được những ân sủng của Chúa trong cuộc đời mình. Nó không chỉ giới hạn ở trong sự cứu rỗi mà chúng ta nhận lấy ở trong Chúa Giê-xu, nhưng ơn càng thêm ơn. Những ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời sẽ tuôn đổ cho những con người mà như Phao-lô đã từng nói trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 3, những người ở trong chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Và khi chúng ta suy gẫm học biết tất cả những điều đó, thì Chúa chúng ta có một sự điều chỉnh lại ở trong tầm nhìn của chúng ta, ở trong những suy nghĩ, ở trong những quan điểm của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa để làm gì, thưa quý ông và chị em? Chúng ta mong chờ sẽ nhận được gì ở nơi Chúa? Điều chúng ta có thể mong chờ trong cuộc đời chúng ta, đó chính là Chúa, đó là chúng ta được tận hưởng Chúa ở trong chính cuộc đời của mình, hơn là những ơn phước thiêng liêng, những ơn phước nào đó ở trong trần gian này. Ngay cả ở trong Thi Thiên thứ 73 câu thứ 25, trước giả Thi Thiên thứ 73 câu 25, ông đã nói gì? Ông nói rằng ở trên trời ông không có ai ngoài Chúa, và ở dưới đất thấp này ông cũng chẳng có người nào ước ao ngoài Chúa cả. Ngay cả thiên đàng, ngay cả những cái điều đó gọi là phước mà con người đang tìm kiếm trong đời sống họ, không phải là điều chúng ta tìm kiếm. Điều chúng ta tìm kiếm đó là chính Chúa của chúng ta. Có Chúa là có tất cả. Có Chúa chúng ta có được tất cả mọi điều mà Chúa Ngài sẽ dành ban cho đời sống của chúng ta. Chúa đã từng thách thức dân Israel và cả Môi-se ở trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 33. Họ sẽ nhận lãnh đất hứa, nhưng không có Chúa hiện diện ban ơn đồng hành với họ, và họ đã xem những điều đó như là một lời tai hại trong đời sống mình. Có tất cả những ơn phước, thậm chí một vùng đất hứa đượm sữa và mật, nhưng không có Chúa trong cuộc đời, không ở trong sự dẫn dắt, trong sự ban ơn của chính Chúa, những điều đó nó giống như là một sự rủa xả trong cuộc đời của họ. Trong những ngày đầu năm mới, xin Chúa chúng ta học biết những điều này, để rồi chúng ta có một sự tìm kiếm đúng ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng nhận ra được điều mà Chúa đang thật sự muốn hứa ban cho đời sống của chúng ta là gì. Ở trong ngày hôm qua, ban thiếu niên của Hội Thánh Gia Đình có đến và chúc Tết với gia đình của chúng tôi. Và rất ý nghĩa khi các bạn đã gửi tặng chúng tôi câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và lời nhắn nhủ của các bạn đó là lúc nào chúng tôi mệt mỏi cần yên nghỉ thì nhớ đến câu Kinh Thánh này. Đó là lời chúc Tết rất ý nghĩa. Bởi vì đôi khi chúng ta đang tìm kiếm những cái sự nghỉ ngơi, chúng ta đang tìm kiếm sự bình an, chúng ta đang tìm kiếm sự hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta trong những ngày xuân ngắn ngủi ở trên đất này. Chúng ta đang tận hưởng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Và đôi khi chúng ta ao ước rằng những ngày Tết nó sẽ kéo dài lâu hơn để chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta sẽ được tận hưởng những gì đó tốt đẹp ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nhớ một điều rất quan trọng, Chúa không hứa với chúng ta về những ngày Tết
nghỉ ngơi, vui vẻ, sung sướng đó. Cái điều quan trọng mà Chúa Ngài đang hứa ban cho cuộc đời của chúng ta, đó là chính Chúa. Và Ngài là Chúa Xuân cho cuộc đời chúng ta, Ngài là nguồn phước cho đời sống của chúng ta. Có Chúa là có tất cả. Và khi chúng ta nhận được Chúa trong đời sống mình, chúng ta sẽ vui thỏa với tất cả những ơn lành mà Chúa Ngài sẽ dành ban ở trên đời sống của chúng ta. Vì vậy, điểm thứ nhất mà chúng ta thấy ở trong lời mời gọi của Chúa Giêsu ở tại đây, hãy đến xem. Không phải đến xem một điều kiện sống tốt đẹp, không phải đến xem một cái tình trạng hay là một nơi chốn tốt lành nào đó mà Chúa Ngài sẽ ban chúng ta trên đất này. Nhưng Chúa Ngài đang mời gọi chúng ta hãy đến với chính Chúa và tận hưởng Chúa ở trong cuộc đời của chính mình. Và điều này sẽ đưa chúng ta đến điều thứ hai để chúng ta suy gẫm ở trong lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy đến xem. Hãy đến xem ở đây nó đưa chúng ta đến bài học thứ hai rất quan trọng, đó là cái bí quyết để chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của mình, bí quyết để chúng ta kinh nghiệm được phước Chúa hứa ban trong đời sống của chúng ta. Làm sao để chúng ta kinh nghiệm được phước của Chúa ở trong đời sống của mỗi chúng ta ở trên đất này? Đó là điểm thứ hai mà chúng ta sẽ cùng nhau để đi tới. Ở trong câu thứ 39, Ngài phán rằng hãy đến xem, vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Chúng ta cần bắt đầu với một lẽ thật rất quan trọng mà chúng ta đã từng học và kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Một điều cần để có một khởi đầu mới ở trong hành trình đức tin, đó là chúng ta phải mở cửa lòng mình để tiếp Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Bài thánh ca 406 mà chúng ta vừa hát lúc nãy rất ý nghĩa, và đó là lời cầu nguyện của chúng ta ở trong những ngày đầu năm mới này. Chúng ta ao ước để Chúa sẽ bước vào ở trong đời sống của chúng ta, bởi vì Ngài là bữa khách. Trong tay Ngài có tất cả những phước thiên và Ngài có thể đem vào trong đời sống của chúng ta. Mời Chúa bước vào ở trong đời sống của mình, chúng ta kinh nghiệm được phước thiên của Chúa. Nhưng để kinh nghiệm thật sự phước thiên của Chúa trong đời sống của chúng ta, nó còn có một điều thứ hai mà rất nhiều khi chúng ta bỏ qua, chúng ta lãng quên và chúng ta không để ý đến. Nó là điều được nhấn mạnh ở trong phần kinh thánh này. Đó là khi chúng ta muốn nhận được phước của Chúa trong đời sống của chúng ta muốn kinh nghiệm một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời sống có giá trị ở trên đất này, chúng ta muốn để tận hưởng Chúa một cách trọn vẹn trong đời sống của chính mình, chúng ta muốn để trở nên một con người mới theo như điều mà Chúa muốn chúng ta phải trở thành, thì điều quan trọng mà chúng ta cần có không phải chỉ mở cửa lòng mình để mời Chúa bước vào nhà, bước vào tấm lòng của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa để bước vào nhà của Ngài và bước vào cuộc đời của chính Ngài, tham gia những hoạt động trong đời sống của Ngài, trở nên một phần ở trong chương trình, ở trong kế hoạch của Ngài. Và như vậy chúng ta mới kinh nghiệm được phước thật trong đời sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta nhớ đến câu chuyện của Mary và Ma-thê, hai người mời Chúa vào trong nhà của mình, nhưng không phải tất cả những con người đó đều kinh nghiệm được phước của Chúa ban. Ma-thê mời Chúa vào trong nhà, nhưng Chúa Ngài chỉ ở một chỗ trong cuộc đời của bà. Và Chúa là Chúa, bà là bà, không có mối liên hệ với nhau. Mời Chúa vào nhà, nhưng bà lại không đến với Chúa, không bước vào ở trong sự dạy dỗ của Chúa, không bước vào trong sự tâm giao với Chúa, không bước vào ở trong cuộc đời của Chúa. Và vì vậy chúng ta thấy đời sống của Ma-thê dẫu mời Chúa vào trong nhà, nhưng chẳng có phước hạnh gì. Đời sống của bà đầy sự nhọc nhằn, đời sống của bà đầy sự bối rối, và đời sống của bà đầy sự cay đắng tổn thương. Thậm chí bà oán trách Chúa, tại sao Ngài lại không sai em bà là Mary đến để phụ giúp bà ở trong những việc nấu nướng dọn dẹp. Bà có Chúa ở trong nhà của mình, nhưng bà lại không kinh nghiệm được phước hạnh. Và chỉ có một Mary khi bước vào ở trong mối tương giao với Chúa, bà mời Chúa vào trong nhà của mình và mà đặt mình ở trước
mặt Chúa, bước vào trong cuộc đời của Chúa, bước vào trong sự dạy dỗ của Chúa, bước vào trong sự tâm giao với Chúa, và bà kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong đời sống của chính bà. Và đây cũng chính là những điều mà chúng ta tìm thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúa mời gọi hai môn đồ hãy đến xem. Họ hỏi Chúa rằng thầy ở đâu? Chúa Ngài không nói địa chỉ Ngài ở phường mấy, quận mấy. Chúa không cho họ biết địa chỉ. Ngài cũng không mô tả ở cái nơi Ngài ở, nó ở trên đồi cao hay trong một hang động hay ở trong một nhà thuê nào đó, nó rộng bao nhiêu mét vuông, nó được bài trí như thế nào. Chúa không nói những điều đó. Cái điều mà Chúa thách thức hai môn đồ này để kinh nghiệm được phước trong đời sống họ, để kinh nghiệm một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị với Chúa, đó là họ hãy đến và xem. Hãy đến xem, hãy đến và tận hưởng Ngài, hãy đến và bước vào ở trong mối quan hệ với Ngài, hãy đến và bước vào ở trong cuộc đời của Ngài. Hãy nhận lấy cái cơ hội mà Chúa Ngài đang ban cho để họ trở thành một phần ở trong những gì mà Chúa muốn làm trong đời sống của chính họ. Và chỉ khi họ đến và xem, họ mới kinh nghiệm được phước của Chúa ở trong cuộc đời của mình mà thôi. Và ở trong cái câu mời gọi của Chúa Giêsu, Ngài phán rằng hãy đến xem. Chúng ta chú ý cái động từ đến mà Chúa Giêsu dùng ở tại đây, eskatai, ở trong tiếng Hy Lạp. Nó không chỉ dừng lại ở trong một cái ý nghĩa đó là sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhưng trong nguyên văn nó có hai ý nghĩa khác rất quan trọng. Thứ nhất, nó có nghĩa là đồng hành. Và thứ hai, nó có nghĩa là bước vào trong mối quan hệ với ai đó. Và đấy chính thật sự là những gì mà Chúa Ngài đang mời gọi hai môn đồ tại đây. Hãy đến, hãy đồng hành với ta, hãy bước vào trong mối quan hệ thật sự với ta. Và như Kinh Thánh đã mô tả trong phần cuối của câu thứ 39, hai môn đồ này đi thấy nơi Ngài ở và họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Họ ở lại cùng Ngài. Cái động từ ở lại meno ở đây, ở trong nguyên văn Kinh Thánh, đó là từ được dùng ở trong văn đoạn thứ 15. Nhánh nho ở trong gốc nho, nhánh nho được tháp vào trong gốc nho để nhận lấy sự sống từ trong chính gốc nho đó. Đó là mối liên hiệp hữu cơ, đó là một sự hiệp thông, đó là một sự gắn kết cuộc đời mình để chịu ảnh hưởng từ trong chính gốc nho và nhận sự sống từ trong chính gốc nho, và nhờ đó cái nhánh nho đó có thể lớn lên và kết quả. Và thực sự đây cũng chính là những gì mà hai môn đồ ở trong câu chuyện Kinh Thánh của chúng ta họ đang kinh nghiệm trong đời sống của chính mình. Họ đang ở lại với Chúa Giêsu, họ đang bước vào trong mối liên hệ với Chúa Giêsu, họ đang dành thời gian của họ để tâm giao với Chúa Giêsu, họ đang trở nên một môn đồ của Chúa Giêsu, và rồi họ trở nên một chứng nhân của Chúa ở trong trần gian này. Đời sống của họ đầy sự thỏa vui, và đến nỗi họ có thể đi ra và có thể mời gọi những người khác hãy đến và xem những gì mà họ đã kinh nghiệm trong cuộc đời của chính mình. Một trong những điểm rất ý nghĩa ở trong phần Kinh Thánh của chúng ta đó là cái phần cuối cùng của câu thứ 39 trong cái điều mà văn ông đã chú thích. Cái thời khắc mà ông đã đến xem và gặp được Chúa Giêsu đó là độ giờ thứ 10. Đó là cách tính giờ của người La Mã 10 giờ. Nhưng trong sự quy đổi trong giờ của người Do Thái thì đó là 4 giờ chiều. Và chúng ta có thể tưởng tượng một người đã viết lại phúc âm văn sau 60 năm đã trôi qua từ cái biến cố được đến xem và ở lại với Chúa Giêsu. 60 năm đã trôi qua, nhân dân vẫn có thể giữ được ở trong tâm trí mình cái thời khắc mà ông đã gặp Chúa, bởi vì đó là một thời khắc quá quan trọng trong cuộc đời của ông. Đó là thời khắc mà ông thật sự đã đến và được xem Chúa Giêsu là ai, nhận biết Ngài là ai trong cuộc đời của chính mình. Và 4 giờ chiều của người Do Thái, như chúng ta đã từng được học biết với nhau, đó là cái thời khắc để chuẩn bị kết thúc một ngày của người Do Thái và chuẩn bị để bước qua một ngày mới. Và nó có một cái ý nghĩa rất hay ở tại đây. Hai môn đồ đã
bước vào với chính Chúa Giêsu, họ đồng hành với chính Chúa Giêsu, họ đã hiệp thông kết nối cuộc đời mình với Chúa Giêsu, và họ đã đi qua từ đêm tối của ngày trước để bước vào ở trong một ngày mới của cuộc đời. Họ đã kinh nghiệm một ngã rẽ ở trong đời sống họ, một sự bước sang trang mới ở trong cuộc đời của họ. Họ từ tối qua sáng, từ những cuộc đời đi tìm kiếm chân lý trong sự khắc khoải, và bây giờ vui mừng nhận được chân lý đó trong cuộc đời của họ, vì Chúa Giêsu là lẽ thật, vì Chúa Giêsu là chân lý. Họ bắt đầu khám phá những điều rất tuyệt vời ở trong cuộc đời của chính mình, và họ đã có một khởi đầu mới như mơ ở trong đời sống của chính họ. Và điều đó để nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang đến đây ở trong những ngày đầu năm mới, và đối với nhiều người đây là thời khắc để họ cầu xin Chúa sẽ ban cho họ những phước lành ở trong đời sống của mình, ở trong gia đình mình, ở trong hội thánh của Chúa. Có những người đang khao khát những ơn phước nào đó Chúa sẽ tuôn đổ ở trong đời sống của chính họ. Họ mong ước có một gia đình hạnh phúc, họ ao ước có một cuộc đời bình an, vui thỏa, ý nghĩa, giá trị ở trên đất này. Họ ao ước một đời sống có Chúa dẫn dắt, một đời sống mỗi ngày được lớn lên, được trưởng thành ở trong Chúa. Nhưng điều rất tiếc ở trong đời sống của rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay, đó là họ chỉ dừng lại ở trong những lời cầu nguyện, trong những ước mơ của mình. Bởi vì họ đang thiếu một điều rất quan trọng mà hai môn đồ trong câu chuyện kinh thánh này họ đang từng trải. Đó là họ đã đến với Chúa, họ bước vào nhà Chúa, họ bước vào trong sự hiện diện của Chúa, họ đặt mình dưới chân Chúa để học biết Chúa và trở nên là một với Chúa trong cuộc đời của chính mình. Xin Chúa cho chúng ta học biết lẽ thật này, để rồi chúng ta không phải chỉ ngồi một chỗ và cầu nguyện xin Chúa ban cho con điều này, điều kia, điều nọ. Đừng xem Chúa giống như một thần tài ở trong cuộc đời của chúng ta, một đấng mà có thể ngồi một chỗ và chúng ta đến để cầu xin một điều đó và chờ xem Ngài sẽ làm những điều đó ở trên cuộc đời của mình. Tôi tin rằng chúng ta sẽ không kinh nghiệm một điều gì mới mẻ, một điều gì phước hạnh trong đời sống ta nếu chỉ làm như vậy. Điều Chúa thách thức tôi và quý ông bà chị em ở trong những ngày đầu năm mới này và trong cả cuộc đời của chúng ta, đó là hãy gắn kết cuộc đời của mình với Chúa. Hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Hãy đặt mình phó thác cuộc đời mình để trở thành một công cụ ở trong tay của Đức Chúa Trời, và để Ngài sẽ nhào nặn sử dụng cuộc đời chúng ta theo thánh ý của Chúa. Chúng ta muốn để được trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta muốn kinh nghiệm một cuộc đời theo ý muốn của Chúa, chúng ta muốn để có thể sống một cuộc sống bình an, một cuộc sống vui thỏa, ý nghĩa, giá trị. Hãy bắt đầu ở trong mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa. Hãy bắt đầu ở trong một cuộc đời tin cậy và phó thác đời sống của mình ở nơi chính Ngài. Chúng ta không phải những con người thoái thác đến gần Chúa, thoái thác tìm kiếm Chúa, thoái thác sống ở trong mối tương giao với Chúa, thoái thác ở trong những công việc mà Chúa đang muốn thực hiện ở trong cuộc đời của chúng ta. Những cuộc đời thoái thác chẳng phước hạnh gì đâu. Nhưng một cuộc đời tín thác ở nơi Chúa, nhận biết Chúa là tất cả trong cuộc đời mình, và muốn để được liên hiệp, để được kết nối với chính Chúa, sự sống của Chúa tuôn chảy trong cuộc đời của mình, và cuộc đời này sẽ trở nên một cuộc đời ý nghĩa, có giá trị, một công cụ đắc lực ở trong tay Chúa. Đó là khi chúng ta sẵn sàng để tín thác đời sống của chúng ta cho chính Chúa ở trên trời. Xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ cho tất cả chúng ta ở trong những điều mà chúng ta học ở trong điều thứ hai ở tại đây. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Thi Thiên thứ 23, vua David, ông đã nói điều đó. Khi một cuộc đời đi theo Chúa, một cuộc đời gắn kết với Chúa, một cuộc đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va, vua David nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Chúng ta không cần đi tìm kiếm ơn phước, nhưng phước hạnh sẽ đi theo cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta đã được đặt ở trong chính Chúa Giê-su Christ. Trong những ngày đầu năm mới, một sư quản nhiệm đã có lời Chúa nhắc nhở cho từng mỗi con dân Chúa ở trong những điều mà chúng ta cần phải làm.
mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa như thế nào? Có những giờ tĩnh nguyện giữa chúng ta với Chúa hay không? Chúng ta có tìm đến với Chúa ở trong những thì giờ học hỏi lời Chúa trong các lớp trường Chúa Nhật hay không? Chúng ta có đặt mình ở trong những cái thì giờ để được lắng nghe tiếng Chúa trong những bài giảng như thế này, hay ở trong những thì giờ học kinh thánh của hội thánh địa phương? Chúng ta có những điều đó trong cuộc đời của chúng ta hay không? Chúng ta có để cho Chúa sử dụng đời sống của chúng ta ở trong những mục vụ của hội thánh, ở trong nơi chốn này, ở trong những công tác kia, và để cho Chúa hoàn toàn sử dụng cuộc đời chúng ta trong công việc của Chúa? Chúng ta có sẵn sàng để làm tất cả những điều đó hay không? Đó là cái bí quyết để chúng ta kinh nghiệm được sự hành động của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cuộc đời sống khi đi với Chúa và sống với Chúa, hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Chúa, cuộc đời đó sẽ được phước hạnh như thế nào. Nhưng có cái điều thứ ba mà chúng ta cần được nhắc nhở ở tại đây, đó là cách để chúng ta nhận ra được sự hành động, sự ban ơn của Chúa ở trong đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta biết nguồn phước trong đời sống của chúng ta là Chúa. Tất cả những gì ta tìm kiếm ở trong đời sống của chúng ta không phải là phước vật chất, nhưng đó là chúng ta muốn được Chúa ở trong đời sống mình. Chúng ta muốn được tận hưởng Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta được lớn lên ở trong ân sủng của Chúa. Đó là điều mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta nhận biết cái bí quyết để kinh nghiệm được những điều đó, đó là chúng ta phải bước vào ở trong cuộc đời của chính Chúa Giêsu. Chúng ta phải trở thành một phần ở trong những gì mà Chúa muốn làm ở trên đời sống của chính mình, phó thác tùy thuộc cuộc đời cho Chúa và để cho Chúa nhào nặn đời sống ta theo thánh ý của Ngài. Nhưng có cái điều thứ ba mà chúng ta sẽ tiếp tục học ở tại đây, đó là cách nào để chúng ta nhận ra Chúa đang làm việc ở trên đời sống mình, cách nào để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang kinh nghiệm được phước của Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Có đôi khi chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta cũng làm điều này điều kia, chúng ta cũng hy sinh điều này điều kia, nhưng chẳng thấy phước đâu cả. Có những con cái của Chúa, họ dấn thân ở trong sự hầu việc Chúa, nhưng những gì mà họ nhận được ở trong đời sống của họ chỉ là sự ném đá, chỉ là sự vu cáo, chỉ là những lời nói vu vơ, những sự chỉ trích, những sự chê bai của những người xung quanh mình. Phước Chúa ở đâu? Có những người chúng ta có thể thấy họ sẵn sàng để trả giá một tiệc cưới không có bia rượu, và rồi sau tiệc cưới đó là cả sự lên án, sự tẩy chay, sự chống đối của những người thân trong gia đình. Phước Chúa ở đâu? Có những người họ sống trung thực ở giữa cuộc đời này, bạn bè nó quay bài, mình không quay bài, nó điểm cao, mình điểm thấp. Phước Chúa ở đâu? Có những lúc chúng ta sống trung thực, chúng ta sống ngay thẳng, và thường chúng ta chịu thiệt thòi, chịu nhiều sự mất mát. Phước Chúa ở đâu? Làm sao để nhận ra được phước của Chúa trong đời sống của chúng ta? Điều rất quan trọng mà chúng ta thấy ở trong lời dạy của Chúa, trong lời mời gọi của Chúa, hãy đến xem. Đó là Ngài chỉ chúng ta hai cách để có thể xem, để có thể thấy điều Chúa đang làm, phước Chúa đang ban. Cái động từ xem được dùng ở tại đây, ở trong nguyên văn Kinh Thánh, đó là chữ horao. Và trong Phúc Âm Giăng, nếu có dịp để nghiên cứu đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy có đến 4 động từ thấy khác nhau được sứ đồ Giăng ông sử dụng. Sứ đồ Giăng có một vốn từ Hy Lạp rất phong phú và được dùng một cách rất cẩn trọng trong sự soi dẫn của chính Chúa. Và với mỗi động từ thấy khác nhau, nó mô tả những cái mức độ thấy cũng rất khác nhau ở tại đây. Có những cái thấy chỉ là thấy lướt qua ở bên ngoài, có những cái thấy chịu khó nhìn chăm xem và nhìn ra được những gì mình đang thấy ở trước mặt. Có những cái thấy mà nó cần phải đi sâu hơn vào trong cái thực tại, vào trong cái bản chất của vấn đề. Và có cái động từ mà sứ đồ Giăng đang dùng ở tại đây, động từ horao, đó là cái mức độ thấy cao nhất
của đức tin. Đó là cái nhìn của đức tin, chứ không phải cái nhìn của con mắt bình thường. Đó không phải là cái nhìn thể lý ở bên ngoài, chỉ thấy được những gì ở khung cảnh, những biến cố, những sự kiện đang xảy ra ở xung quanh. Nhưng đó là cái nhìn để hiểu thấu được cái vấn đề mà Chúa đang bày tỏ. Và trong Kinh Thánh thường dùng cái chữ thấy này để nói về sự nhận biết, sự hiểu thấu những chân lý liên quan đến Đức Chúa Trời. Và đó chính là động từ thấy mà Chúa Giêsu Ngài đang dùng ở trong chính câu Kinh Thánh của chúng ta. Hãy đến xem. Cái chữ xem ở đây không phải là xem những gì ở bên ngoài mà thôi, nhưng nhìn thấy cái thực tại thiêng liêng ở bên trong những gì mình được xem thấy và Chúa muốn bày tỏ. Thực tế chúng ta sẽ thấy rằng nếu như hai môn đồ của Giăng Báp Tít, tức là Andrê và có thể là thêm sứ đồ Giăng, họ đến và chỉ nhìn với cái nhìn thể lý bên ngoài, họ sẽ rời khỏi Chúa Giêsu ngay lập tức. Bởi vì những gì họ nhìn thấy chỉ là một Giêsu, một con người rất bình thường, một con người khắc khổ, một con người đang sống ở trong một nơi rất tồi tàn. Và thân phận hay là xuất thân của Ngài, như Nathanael ở trong những câu Kinh Thánh sau đó đã từng bình luận, há có gì tốt ra từ Nazareth sao? Một con người ra từ Nazareth, một nơi khỉ ho cò gái, một nơi quê mùa, một nơi không có học vấn, một nơi như vậy, một con người xuất thân như vậy, có gì để mà xem? Họ sẽ rời khỏi Chúa Giêsu mà đi. Nhưng cái xem mà Chúa Giêsu thách thức hai môn đồ này, đó là xem những cái bản chất thực tại ở bên trong con người của một Giêsu mà họ đang nhìn thấy, và nhận ra được Ngài thật sự là ai trong cuộc đời của họ. Và khi họ nhận ra thật sự Ngài là ai, họ sẽ gắn kết cuộc đời của mình với chính Chúa. Có lẽ chúng ta nhớ đến lời xưng nhận của Phi-e-rơ. Ông đã nói với Chúa điều gì? Khi người ta đã bỏ Chúa mà đi, bỏ Ngài con biết theo ai? Bởi vì Ngài có lời của sự sống. Ông đã gắn kết cuộc đời mình với Chúa, và ông đã nhìn thấy những gì không phải chỉ trong cái nhìn bề ngoài của con người, nhưng nhìn thấy thấu vào bên trong để nhận ra được Chúa Giêsu là ai trong đời sống mình, và Ngài có thể làm được gì ở trong cuộc đời của ông. Bài học quan trọng mà chúng ta sẽ rút ra ở tại đây, đó là khi chúng ta nhìn nhận một vấn đề, xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn của con mắt thuộc linh. Hãy tập nhìn sâu vào trong những gì đó mà Đức Trời đang bày tỏ ở trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để cho những cái ngổn ngang, những sự rối ren của những biến cố, của những sự kiện đang xảy ra xung quanh chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy bối rối và không biết rằng ồ, những điều mà Chúa đang làm trên cuộc đời con nó có ý nghĩa gì, đâu là phước mà Chúa đang ban trên đời sống của con. Hãy có cái nhìn đức tin sâu sắc để thấy được điều mà Chúa đang làm ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 18, câu thứ 19, một trong những lời cầu nguyện rất giá trị mà Phao-lô ông đã cầu xin Chúa cho các tín hữu của mình, đó là cầu xin Chúa hãy mở con mắt lòng của anh em để nhận biết những điều mà Chúa Ngài đang làm trên đời sống của họ. Có đôi khi ở trong cuộc đời này, theo Chúa, chúng ta nghèo khổ về vật chất, chúng ta là con người bệnh tật, chúng ta là những con người thất bại trong cái nhìn của thế gian. Nhưng xin Chúa chúng ta đừng nhìn những điều đó ở trong lăng kính của con mắt của người trần, nhưng có một con mắt của đức tin để nhìn thấy được những điều rất tốt lành mà Chúa Ngài đang ban tặng trên đời sống của chúng ta. Hội thánh tại Macedoan đó là một hội thánh rất nghèo, nghèo rất mồng tơi, có thể nói như vậy. Nhưng Phao-lô ông đã gọi hội thánh Macedon ở trong câu thứ nhất đoạn thứ 8, đó là hội thánh giàu có, anh em được giàu có trong mọi sự. Họ giàu điều gì? Những con người mà gần như là đi ăn mày, rất mồng tơi, nghèo khổ cực, chẳng còn nắm giữ được của cải gì trong trần gian. Vậy mà Phao-lô nói rằng anh em là những người giàu có trong mọi sự. Ông đang muốn họ tập nhìn ở trong cái nhìn của đức tin và thấy được ơn phước của Chúa ban. Nó không nằm ở trong những gì mà con người đang tìm kiếm, nó nằm trong chính địa vị thánh đồ mà họ đang sở hữu, nó nằm ở trong mối liên hệ thuộc linh mà họ có với Chúa, nó nằm ở trong những cơ nghiệp ở trên trời mà Chúa đang dành ban cho những người tin Chúa, thuộc về Chúa. Họ cần phải tập nhìn sâu và thấy được những điều mà Chúa đang làm trên đời sống của chính họ.
Thì Chúa giúp chúng ta có thể có một cái nhìn như vậy. Khi chúng ta đối diện với một nan đề, đừng chỉ thấy những nan đề, nhưng thấy đấng ở bên trong chúng ta lớn hơn những nan đề mà chúng ta đang đối diện. Như trong Văn Nhất đoạn 4 câu 4, Sứ đồ Văn ông đã từng nói, khi chúng ta đang cô đơn ở giữa dòng đời, chúng ta bị người thân phản bội, đừng chỉ nhìn thấy những thực tại như thế, nhưng hãy tập như Sứ đồ Phao-lô. Ông nhìn thấy có một đấng đang ở bên cạnh ông và Ngài đang vùi giúp ông. Khi chúng ta chịu một sự thiệt thòi, một sự mất mát, một sự tổn thương bởi vì những người xung quanh họ đang làm trên cuộc đời chúng ta, hãy tập như là Philemon. Phao-lô đã nói với Philemon rằng anh đã mất một Onesim, nhưng bây giờ anh lại nhận được một người anh em trong cuộc đời của anh. Onesim đã từng ăn cắp những gì đó ở trong gia đình của Philemon. Ông đã bỏ Philemon mà đi, đó là một tên tài tớ bất trung. Nhưng cần phải nhìn thấy những gì mà Chúa đang làm ở trên đời sống của Onesim. Ngài thay đổi Onesim như thế nào, và khi Onesim trở lại, ông trở thành một con người mới ra sao. Hãy nhìn thấy những thực tại đó để biết ơn Chúa và có lời để tạ ơn Ngài. Hãy tập cái nhìn của đức tin sâu sắc, nhìn thấy được bản chất ở bên trong những cái ngổn ngang của những rối loạn ở trong cuộc sống gia đình, ở trong cuộc sống cá nhân mà chúng ta đang vướng vào. Và đặc biệt có một ý thứ hai ở trong chính động từ xem mà Chúa Giêsu Ngài đang phán ở trong phần Kinh Thánh này. Ở trong nguyên văn hãy đến xem, nó có nghĩa rằng hãy đến và sẽ xem thấy. Hãy đến và sẽ xem thấy. Việc thấy nó là cái yếu tố đi sau. Phải đến và sẽ xem thấy. Chúa Ngài không phải là một nhà quảng cáo nói về những gì đó mà Ngài sẽ ban trên đời sống của chúng ta. Ngài không phải là người đang rao cho chúng ta những cái phước hạnh và hãy đến đi để nhận lấy. Chúa đang thách thức chúng ta hãy đến và sẽ kinh nghiệm những điều đó ở trong đời sống của chính mình. Ở đây nói đến một cái sự xem ở trong sự tin cậy, ở trong sự kiên nhẫn chờ đợi những điều mà Chúa sẽ hoàn tất ở trên cuộc đời của chúng ta. Có đôi khi chúng ta quá vội vã và chúng ta đang nhìn vào ở trong những thực tại trước mắt của mình và chúng ta thấy nó quá nhiều những sự xáo trộn, chúng ta thấy đó là những tai ương, đó là những sự mất mát ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta sống chậm lại và hãy chờ đợi điều Chúa Ngài tiếp tục làm ở trên đời sống của chúng ta là như thế nào. Hai môn đồ của Giăng Báp-tít, chúng ta nhớ, họ đến với Chúa Giê-xu và họ không chỉ đến để ở với Chúa Giê-xu trong một ngày đó mà thôi, nhưng tiếp tục ở trong những điều còn lại của cuộc đời họ, họ tiếp tục để đi theo và bắt đầu để khám phá mỗi ngày nhiều hơn về Chúa Giê-xu và kinh nghiệm được một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời kết quả là như thế nào. Họ cần thời gian để khám phá tất cả những điều đó trong cuộc đời của họ. Và chúng ta cũng như vậy. Để thấy được tất cả những điều tốt lành nhất mà Chúa đang làm trên đời sống chúng ta, cần có thời gian. Chúa Ngài đang dùng thời gian, Chúa đang dùng những biến cố, những hoàn cảnh ở trong cuộc đời này để biến tất cả những điều đó trở thành những điều ích lợi cho đời sống của chúng ta. Mỗi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Joseph đã từng được Chúa hứa ban những điều rất tuyệt vời. Có một cái khải tượng rất đặc biệt mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho Joseph. Nhưng chúng ta thấy rằng ông cần phải mất 13 năm để thấy những gì Chúa làm. Và sau 13 năm đó, ông nếm trải những điều tuyệt vời nhất mà Chúa Ngài đang đặt để ở trên đời sống của ông, ban cho đời sống của ông. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra những bài học mà chúng ta có trong buổi sáng hôm nay. Khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chọn Chúa là cơ nghiệp, là phần phước ở trong đời sống mình. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm mối quan hệ với Chúa. Chúng ta phó thác đời sống của chúng ta để cho Chúa sử dụng và sống với những gì mà Ngài muốn chúng ta sống ở trên cuộc đời này. Thì đó là lúc mà chúng ta tin chắc một điều, đó là chúng ta sẽ trải nghiệm được phước của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được một khởi đầu mới ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay. Hãy cho tôi biết bạn đang giao lưu hay là bạn kết nối với ai, tôi sẽ cho
bạn biết bạn là con người như thế nào, bạn đang giao du và kết bạn với ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là con người như thế nào. Nếu chúng ta kết nối cuộc đời chúng ta với Chúa, chúng ta liên hiệp đời sống chúng ta với Chúa, chúng ta sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta đặt mình ở trong sự tể trị, trong sự dẫn dắt, trong sự ban ơn của chính Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ là một cuộc đời rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thay đổi, không phải chỉ thay đổi ở bên ngoài của tiết trời, của ngoại hình, của những gì mà chúng ta có thể thấy ở trong thế giới tạm này, nhưng đó là một sự thay đổi mà Chúa sẽ làm ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên những con người giống Chúa nhiều hơn, những con người sống kết quả cho công việc của nhà Chúa. Đời sống của chúng ta sẽ là những đời sống thật sự kinh nghiệm phước của Chúa ban ở trong đời sống của chúng ta. Thì Chúa giúp chúng ta để kinh nghiệm được tất cả những điều đó ở trong đời sống mình, khi chúng ta có thể nghe và có thể đáp ứng đúng với tiếng mời gọi của Chúa mà chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay. Hãy đến xem. Nguyện Chúa ngài ban phước lại trên tất cả chúng ta trong lời Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa vì một năm trôi qua, ngài luôn bên con mỗi ngày. Dù cho lắm lúc con đã cách xa và lòng quên bao nhiêu phước ân ngài ban. Cảm tạ Chúa vì bao năm trôi qua, ngài yêu thương con quá nhiều. Thật chẳng thể nào nói nên lời, lòng chỉ biết dâng lên lời tạ ơn. Và con dâng lên lời ca.